Video mới ha, đang ở cái vườn cây của Thảo Cầm Viên ha. Cây lộc vừng hoa đỏ, tên khác là chiết khế, phân bố ở Đông Nam Á, Trung Quốc, công dụng cây làm cảnh, hoa đẹp cho bóng mát. Hoa đẹp nhưng mà bây giờ là không có hoa, chưa có ra hoa. Còn cây này đây, cây này thân ngỗ, cây này thì không có ghi gì hết ha, mọi cái nó bị ngã ra bên, từ gốc nó ngã ra, không có ghi. Trời, cái cây ngoài kia khổng lồ nữa kìa. Cái cây này sao mà nó uốn éo lùm lùm lá. Cây này là cây gì đây? Cây lồng mức long, tên khác là thần mức long, mức long mềm, phân bố Đông Dương, Trung Quốc, Ấn Độ. Cây làm bóng mát, gỗ trắng, ngà dẻo. Đây là cây này, nó làm một chùm xuồng ở đó. Còn cây này là cây gì đây? Cây mát đen, tên khác là thàng mát đen, tu rũ, phân bố Đông Dương, cây cho bóng mát, trồng làm cảnh, chỉ có dáng đẹp và hoa. Có dáng đẹp và hoa nhưng mà bây giờ không có thấy hoa ha. Cái lá của nó sẽ giống cái lá chùm ruột quá. Đây, cái cây này khổng lồ nữa đây nè. Trời ơi, dòm hết nguyên cái hàng cây này quá chùm cây ha. Trời, cái cây này mấy người ôm luôn. Không thấy ghi ha, không thấy ghi gì hết trơn á. Trời ơi, nó bự quá chừng. Đây đó, cây quá chừng cây. Ở trước cũng quá giờ cây ha, nhưng mà mấy cây này sao không thấy ghi. Đây, nó bự quá. Ở phía sau này có nè. Trời ơi, cái cây này nó cao, nó thẳng, nó đứng lên. Trời ơi, thiệt là cao luôn ha. Đó, qua đây xem cây này là cây gì. Dầu con rái, tên khác là dầu rái, dầu nước, phân bố ở Đông Nam Á, công dụng gỗ, dùng trong xây dựng, nhựa dầu, dùng trong kỹ nghệ sơn vệ ni. Dầu con rái ha. Ôi ôi, cao thì cao. Đó, bên kia cũng dầu con rái nữa nè. Thân nó cao, cao mà thẳng băng luôn á. Đây dầu con rái nữa nè. Đó, cao. Cao. Cao cái gì? Đó, cây cao là dầu con rái á. Còn cây bự to lá, to đùng đó, không biết cái gì hết, không có ghi. Này giờ mình đọc vậy mình biết ngay lúc này thôi, chứ mình đi ra ngoài rồi trời, cũng không biết đâu. Nó quá nhiều giống đó, như cái vườn à, vườn cây à, trong kia cũng có đường vô được nữa kìa. Đi chỗ nào vô? Ở phía sau lối vào ô tô. Tờ này là tờ gì ha? Chủ tịch hội đồng thành viên ha. Một vòng chủ tịch hội đồng thành viên. Chủ tịch thì thôi, không có vô. Nè, có cái lối vô ha. Lối vô mà đậu với xe trình bình như vậy. Những cái hàng cây này, cây nhìn cái lá đó xanh non như là nó non đọt chuối.
Đấy, vô cái vườn hoa mà mình đứng ngoài mình thấy á. Hoa mặt trời ha. Với trồng cúc. Mà nhìn sao nó không có được tươi, cái gốc cây lá cây nó héo hết trơn á trời. Làm cái tiểu cảnh cho cũng long. Này là nấm. Nấm bên kia là trứng khủng long. Trứng khủng long nó nứt nẻ khủng long. Đó. Nè, khủng long trên đỏ nó trứng. Hay là con cây lồng mứt lông. Đây là tê giác ha, tê giác mẹ, tê giác con. Phải không ta? Có cái đầu có cái u lên. Là bên cái hồ này nó có phun nước nè. Bây giờ không có phun nước. Sao cái nước nó bị đen ha? Cây dương sĩ nè. Cây này là cây gì ta? Giống cây keo ha. Không biết phải keo không? Ừ, cây keo á. Cây keo mình á. Cây keo mình nó có hoa, có bông, có trái á. Trái mà đó nó có cái trái tròn tròn. Ai mà chơi chơi mà bắn ống thục ngày xưa lấy cái trái keo này nè, nhét vô thục nó ra bùm bắn cho chơi con nít á. Trời, cái nước này nó đen xì lì luôn á. Đen xì lì, gọi là xì lì luôn. Đen đen thui, đen như mực á. À, đen như mực luôn ha. Mấy cái dùng nước này thường thường có ốc mà bám ốc gạo ốc đồ. Để coi là có cá không, cá gì thia rồi không. Bên đây cũng cây keo nữa nè, có hai cây keo hai bên ha. Dương sĩ có cá ly thia như bé bé lắm, tại vì nước đen cho nên không thấy nha. Thường có cá ly thia đó 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 đó, nhỏ 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 cá bảy màu rồi đó. Sao mà nước nó đen quá. Chúc à, khủng long, tê giác nè, khủng long nè. Ồ, cây xuyên kia nữa là khủng long kia. Đây nó có đường lên, mình đi thử ha. Chắc bị chặt hết cây rồi. Ồ, có cái con gì, con sóc cái gì bên kia kìa. Nó có lông đuôi kìa. À, hồng nhung. Đông Nam Á cây cảnh có trái đẹp. Ăn được. Gỗ cứng thường tiện vật dụng lưu niệm. Hồng nhung thôi. Trời ơi, sao mà cái thân của nó trẻ ra như vậy nè ta. Trời ơi, sao nó không tròn luôn mà nó bị trẻ ra nè, nó bị đục. Cái cây nè nó bị đục rỗng ở trong cái thân rồi nè mà ha. Giống như là nó trẻ ra ở trong, mọc ra cái gì đó, nó bị mối mọt ăn á. Ăn rỗng hết cái thân hả.
Rồi mình đang đi lên trên đây. Đây nó làm cái tiểu cảnh. Núi. Dạ núi. Voi bên kia. Ờ, con này con hươu cao cổ. Không phải khủng long á. Khủng long có đuôi này, nó hươu cho con đuôi. Lòng mình đi bên kia đường mới thấy được cái cảnh bên kia, còn đi trong đây thấy cảnh ở đây thôi. Voi ha, bầy voi ha, nước bung trong kia kìa. À, rồi mình dừng video này, mình qua video mới ha.